U23 Việt Nam chưa hoàn thiện, ông Chu Si sửa từ đâu? U23 Việt Nam còn nhiều vết gợn về lối chơi cũng như phong độ của một số cầu thủ, đòi hỏi huấn luyện viên Philip Chu Si phải vá lỗi. Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sớm một lượt đấu. Nhờ vậy, thầy trò huấn luyện viên Philip Chu Si có thể cởi bỏ áp lực nhằm đá trận cuối vòng loại U23 châu Á 2024 gặp U23 Singapore với tâm thế thoải mái. Khá may mắn khi những khiếm khuyết về lối chơi và phong độ chưa khiến đội bóng của huấn luyện viên Chu Si phải trả giá. Dù còn những hạt sạn trong cách vận hành chiến thuật, U23 Việt Nam vẫn toàn thắng, giành 6 điểm cùng vé đi tiếp vào vòng chung kết. Tất nhiên, U23 Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ vượt qua vòng loại, mà đội bóng của ông Chu Si còn hướng tới vòng chung kết với tấm vé dự Olympic Paris 2024. Hay xa hơn, đây là vùng đệm để ban huấn luyện rèn giũa nhân tài nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam. Trong kế hoạch dài hạn mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cùng huấn luyện viên Chu Si đặt ra với cầu thủ trẻ, kết quả ở sân chơi trẻ chỉ là tham chiếu đánh giá tương đối. Màn thể hiện của cầu thủ, lộ trình phát triển năng lực chơi bóng mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công. Nhìn trên khía cạnh này, U23 Việt Nam là tập thể còn thiếu sót. Ở hai trận gặp U23 đảo Guam và U23 Yemen, huấn luyện viên Chu Si vẫn trung thành với bộ khung đội hình đã cùng ông tham dự SEA Games 32. So với giải đấu ở Campuchia, ở vòng loại U23 châu Á lần này, ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn chưa tìm ra thêm những gương mặt mới. Bộ khung đội hình vẫn gồm những cái tên quen thuộc như Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Duy Cương, Tuấn Tài ở hàng thủ, Minh Trọng, Văn Cường, Đức Phú đá ở hành lang biên, Thái Sơn chơi ở khu trung tuyến, còn Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Tùng đá trên hàng công. Trên ghế dự bị, Văn Khang, Vĩ Hào là những gương mặt cũ. Chỉ có Đình Bắc là cầu thủ thực sự lạ so với giai đoạn tập trung trước đó. Cách dùng người một mặt cho thấy sự thận trọng của huấn luyện viên Chu Si khi chỉ tin tưởng một nhóm cầu thủ cố định và tương đối dè dặt với người mới, mặt khác cũng đặt ra dấu hỏi về lối chơi. Với những cầu thủ được cho là tốt nhất, U23 Việt Nam vẫn không vận hành được một lối đá mang hình thù, định hướng rõ ràng. Đây rõ ràng là vấn đề, thể hiện rằng sau 6 tháng tập luyện và thi đấu, các học trò của huấn luyện viên Chu Si vẫn chưa thẩm thấu triết lý kiểm soát bóng. Những cái tên được nhà cầm quân người Pháp tin tưởng nhất như Văn Đô đã trọn vẹn 8 trận chính thức từ SEA Games 32 đến nay. Văn Tùng, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Minh Trọng, Tuấn Tài đều chỉ đá tối đa ở mức tròn vai, nếu không muốn nói là chưa đáp ứng tròn trịa yêu cầu chuyên môn. Trong khi đó, những gương mặt từng thể hiện nhiều ở các giải trẻ trước đây như Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào hoặc dự bị, hoặc không được triệu tập do không phù hợp. Mỗi huấn luyện viên có một quan điểm chiến thuật riêng, yêu cầu riêng, kéo theo việc lựa chọn những cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu đó. Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam chỉ xoay quanh khoảng 12 đến 15 cầu thủ trong hơn nửa năm ông Chu Si nắm quyền và bản thân nhóm cầu thủ ấy cũng chưa chứng tỏ được nhiều. Đó mới là vấn đề đáng lo mà Phù Thủy Trắng cùng học trò đối mặt. Trả lời sau trận thắng U23 Yemen, huấn luyện viên Chu Si nêu quan điểm rằng để cải thiện U23 Việt Nam, mấu chốt vẫn nằm ở cầu thủ. Ông nhấn mạnh, cần cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng cầu thủ trên sân. Để làm trơn tru lối chơi, U23 Việt Nam cần củng cố năng lực cho từng cầu thủ. Dù vậy, ban huấn luyện U23 Việt Nam cần chú ý đến một thống kê, 6 trong số 7 bàn mà toàn đội ghi được ở vòng loại U23 châu Á 2024 đến trong hiệp 2, trong đó có 4 bàn được ghi bởi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. U23 Việt Nam đã thắng nhờ điều chỉnh linh hoạt trong trận. Đó là nét đặc sắc của ông Chu Si. Song, phải điều chỉnh và thay người liên tục mới có bàn thắng, tức là bản thân chiến thuật ban đầu với 11 con người tốt nhất của U23 Việt Nam còn nhiều trục trặc. Kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu những đường truyền quyết định đủ sức sát thương, thiếu cầu thủ cầm nhịp, thiếu cầu thủ đột phá tạo nên sự xô lệch nơi hàng phòng ngự đối thủ. Tất cả đều chỉ là bản hòa tấu, đều thiếu điểm nhấn, mà nốt nhạc quyết định lại được cất lên từ những nhạc công mà vốn ông Chu Si không đặt niềm tin từ đầu. Ở trận gặp U23 Singapore, U23 Việt Nam có thể thử nghiệm, xáo trộn đội hình để tìm kiếm ý tưởng mới. Huấn luyện viên Chu Si cần tạo ra sự cạnh tranh cũng như mạnh dạn hơn với những cầu thủ dự bị.
Trước mắt U23 Việt Nam còn nhiều điều phải làm, mà tấm vé đi tiếp hôm nay chỉ thuần túy là sự khởi đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.